Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Vào ngày 8 tháng 8 mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận 20 tấm cần mát đến từ dãn Pinamax Rem nè các bạn. Thì mình làm cái video này chủ yếu là xin chúc mừng cho các bạn nào đã làm dự án này cho các bạn. Thì hiện tại dự án này nó đã phân phối về với chocolate của tất cả các bạn cho bạn. Thì để kiểm tra được thì các bạn cần copy contract với phần link mô tả dưới video của mình nè các bạn. Sau đó các bạn add contract vào với chocolate nha các bạn. Vì mình đã add rồi các bạn. Mình đã về được 24 tôi cần biết mắt nè bạn. Thì hiện tại mình làm video này là chủ yếu là thông báo cho các bạn hiện tại tóc cần mắt này nó đã cho chạy trên sàn PancakeSwap nè bạn và list 2 sàn DEX thì mình cũng kiểm tra nãy thì các bạn việc dán con chắc nó vào nè các bạn, hiện tại nó cũng hơi sập mà các bạn còn 0.1 đô cho một tôi cần nè bạn. Rồi sau đó thì các bạn bấm mắt nè bạn. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào approve rồi bấm vào swap nha các bạn. Thì các bạn sẽ tốn một chút phi ra các bạn. Thì nó sẽ về bên biên các bạn. Đây thì mình chưa có xả các bạn. Mình cũng bỏ đại luôn. Xả ra có 2 đô cũng không có làm gì được. Để mình coi mình check cái. Để mình check cái thời điểm nó cao nhất bao nhiêu các bạn. Mình thấy dự án này nó có khả năng lên nha các bạn. Thì tại thời điểm cao nhất của nó là sao đứng mạng người ta 0.3 mấy nè bạn, 0.32 nè. Hiện tại sụp đây, trang này mình check cũng khó quá vì mạng mình lag quá các bạn. Đi sàn là banh nè các bạn và sàn VT nè các bạn. Rồi vậy video mình đã thông báo cho các bạn dự án nhận token mát đến đây cũng kết thúc nè các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.